Ngoại hay hỏi là tại sao hay làm thích làm IU đi xa quá cực, thì hy vọng clip này trả lời cho bà ngoại và một số người hỏi. Thì mình dạy IU một số lý do cũng phụ nhưng mà cũng chính xen kẽ. Đây, sáng dậy ra trường, ngủ thức dậy, sáng dậy làm việc có cái laptop nhìn ra cảnh phòng đi chính. Đây là cấp cho giáo viên ở xa tới dạy như mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây phòng khách giao nguyên căn, thông thường là hai người một căn, tuy nhiên Bill thì đặc biệt hơn, được nguyên căn do mập như thế nào đó không biết. Đây do dạy giỏi, đúng rồi, do dạy giỏi nên họ cắt nguyên căn. Ok, đây có một phòng ngủ trong đây, trong phòng phòng thiên. Hai phòng này lớn nhưng không có cửa sổ, Bill không có ở, Bill chỉ để đó thôi, khi nào muội gia đình lên ở có cửa thông. Và đây phòng mình đây nhìn ra văn phòng chính, sáng sớm sẽ đi con đường này đi làm đó. Ok, đó là nhìn mình chung. Thì mình sẽ thâu lại để cho bà ngoại thấy là tại sao có phòng thì có phòng khách thêm một toilet thứ hai, hay là phòng bếp tha hồ nấu ăn, thích nấu gì thì nấu. Và đây là phòng toilet thứ hai đó, đây là bill chuẩn bị đi làm. Mặc dù đang trễ 5 phút rồi nhưng mà ráng quay clip này để gửi cho bà ngoại và nhà xem. Ok, đó đây là tổng chung ra. Đường đi mình sẽ quay tiếp. Sau khi xuống thang máy thì xe ở ngay đây để chuẩn bị đi làm. Okay. Quang cảnh buổi sáng chạy đi làm. Hello boy, khỏe không? Boy thì nước nào cũng nhìn lên trên, nó kịp nhìn xuống. Lên đường, đó, đường này đi ra trường từ chung cư đây đi ra trường chắc tốn khoảng 5 phút để coi. Rất là dáng ở Bình Dương, xe máy máy che. Đây cũng tại nhà Roma cho giáo viên và bạn trường sẽ dành mười mấy hộ cho giáo viên. Đường thành thì chính bên kia đó. Rồi đi qua trường thì hơi vắng vẻ chút, hơn Singapore nữa, rất là tiện. Chút nữa mình sẽ coi cái khoảng về chút nữa mình sẽ coi cái đoạn đường về về trường. Đây là khu viên trường, đúng không? Khu viên trường nói chung là sẽ chạy tới cổng trường gửi cho bà ngoại coi, phải biết nơi làm việc đó. Trường Quốc tế Miền Đông, trường Đại học Quốc tế Miền Đông. À, vô có cổng chào, có hồ bơi, có đây lọc nè, hôm nay dạy ở đây. Okay, sinh viên đang đi quanh được. Phòng VBS vô phòng dạy thứ đó, ngay lớp bus 101. Anh đừng We need to understand what is passion, but people are looking at it. I like donuts, I love donuts, I'm passionate about donuts. Ah, donut was my passion, so let me open the chicken donut. Man, this is nuts. Are you with me? Hello? Yeah, this is... Okay, xong lớp. Đây, nhìn cảnh đang xây dây leo, sẽ leo lên để leo qua bạn kia. Ok, đi vô cho làm việc. Hai em đây, đang còn làm việc, bàn làm việc của Bill. Đây, ngoài coi.
đề đồ. Có hai con sét được trời đóng tranh. Đây. Đây là tổng thể hoàn cảnh trường, có thể lấy chiếu ra trải ngủ. Đây, chiếu đây. They would be looking at this from one single perspective. So the number of HR activities that is there increases.